duyên phận gặp được phật pháp chân thật có duyên có duyên còn phải có hai điều kiện bạn mới có thể đến được viên mãn đó chính là trên kinh di đà đã nói không thể thiếu thiện căn nhân duyên phước đức mà được sanh nước kia. Nhân duyên có rồi, bạn gặp được rồi. Gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa, nhất là gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Tông. Đó là việc hy hữu không gì bằng, duyên đầy đủ rồi. Sau khi duyên đầy đủ, ngay đời này, bạn có thể thay đổi được đời sống của bạn hay không? Vậy với xem phước đức nhân duyên của bạn. Nếu như bạn có thiện căn phước đức, đời sống của bạn lập tức liền thay đổi. Trong Phật Pháp gọi là lìa khổ được vui, không phải là giả. Sức là hiện thực. Hiện tại liền lìa khổ, hơn nữa lìa tất cả khổ được vui viên mãn bằng nói xem từ tại dương nào nếu các vị muốn hỏi thiện căn phước đức là thiên chốt cái gì gọi là thiện căn thiện căn là thật tính thật thông suốt lý giải tính giải là thuộc về thiện căn nguyện hạnh là thuộc về phước đức bạn có cái nguyện này không bạn có chịu làm không có cái nguyện này lại là chịu làm theo bạn là người đại phước báo bạn từ đây về sau không còn trải qua ngày tháng của phiền não nữa trải qua đời sống trí tuệ cao độ đó chính là trong phật pháp thường gọi là chuyển phiền não thành bồ đề đó chính là trí thượng bồ tát chuyển phiền não thành bồ đề chuyển đời sống phiền não của chúng ta trở thành đời sống trí tuệ cao độ Vậy thì đời sống của bạn Cùng với chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ Thật là không hề khác biệt Nói đến chỗ này Có lẽ có động tu liền nói Vậy thì có phải có thể chuyển bần cùng của chúng tôi Thành giàu sang hay không? Không phải vậy Bần cùng vẫn là bần cùng Thế nhưng bần cùng mà họ không khổ Họ không phiền não Tùy hỷ công đức cái điều này vô cùng quan trọng trước tiên chúng ta phải nhận biết công đức là gì chỗ này không thể hàm hồ được chúng ta xem thấy rất nhiều đạo tràng phía trước để một cái thùng bên trên viết là thùng công đức cho rằng cái gì tiền để vào trong đó thì có công đức vậy thì sai rồi không hề có công đức đừng nói bạn quyên một ít tiền không có công đức vào thời xưa thời đại của lương võ đế lương võ đế là người trong lịch sử trung quốc chúng ta nổi tiếng là một phật giáo đồ kiền thành là đại hộ pháp của nhà Phật chúng ta Khi ông Cọt đương chức Đã tạo 480 cái đạo tràng Ngày nay chúng ta gọi là tự diện Quy mô đều rất lớn Khích lệ Nhân dân xuất gia Ông xem thấy người xuất gia thì rất hoan hỷ kích lệ mọi người xuất gia cho nên độ chúng mấy trăm ngàn người. Chính ông cũng cảm thấy kiêu ngạo, ồ oh, việc này thật đáng tự hào. Làm được công đức lớn đến như vậy, cảm thấy kiêu ngạo. Chính vào ngay lúc này bồ đề đạt ma đi đến trung quốc chính là tổ sư của thiền tông đạt ma tổ sư sau khi đến trung quốc nghe được quốc dương của trung quốc nhiệt tâm hộ pháp như vậy đương nhiên phải đến bái kiến lương võ đế cũng rất vui mừng tiếp kiến một vị cao tăng đến từ ấn độ Sau khi đến rồi Sau khi gặp mặt Lương Võ Đế liền nói với Đạt Ma Tổ Sư Về công đức hộ pháp của ông Thành tích hộ pháp Sau khi nói xong Ông thịnh giáo với Đạt Ma Tổ Sư Ông nói công đức của tôi có lớn không? Đạt Ma Tổ Sư Con người này rất thẳng thắn không nói nhân tình với người Nói ra một lời thành thật Ông nói không có công đức gì Nói ra câu nói này Lương võ đế không chịu nổi Lương võ đế nghe rồi rất là không vui Không có công đức gì Cho nên lương võ đế không hộ pháp cho ông Làm cho ông phải đi đến chùa Thiếu Lâm Quay mặt vào dách chín năm Đi đợi đến một huệ khả Lời của Đạt Ba Tổ Sư có đúng hay không? Đúng Công đức cùng phước đức Không như nhau Giả dạ như nếu Lương Võ Đế hỏi ông Phước đức của tôi có lớn không? Thì Đạt Ba Tổ Sư nhất định liền nói Thật lớn, thật lớn Ông tu phước báo thật quá lớn Phước đức cùng công đức là có khác biệt. Công đức là phải chính mình tu hành. Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản. Trì giới có công. Cái công mà bạn trì giới là có công phu. Bạn trì giới có công phu. Được định chính là đức cho nên công là tu nhân đức là chứng quả bạn được định rồi vậy mới gọi là công đức nếu như giới luật bạn giữ được rất tốt rất nghiêm thế nhưng không thể được định bạn chưa được định thì thì giới của bạn là phước vẫn không phải công bạn thì giới chưa có công phu bằng chỉ có được phước báo được định nhân giới được định thì giới luật này mới gọi là có công phu vì sao có một số người trì giới có thể được định có một số người trì giới không thể được định ở trong đây chính là đúng pháp và không đúng pháp tu học đúng pháp có công tu học không đúng pháp không có công cái điểm này các vị đồng tu không luận tại gia xuất gia đều phải tường tận vì vậy nhất định phải giữ giới luật giữ giới mới tương ưng không giữ giới thì không tương ưng vì làm sao được gọi là công phu chứ Lục tổ đại sư Huệ năng dạy người. Đặc biệt dạy người trì giới. Một mực dặn bảo chúng ta, nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Thì bạn liền có công phu giới luật của ta trì được rất tốt xem thấy người khác không trì giới sanh tâm khinh mạng xem thường người ta chính mình cống cao ngã mạng bạn xem trì giới trì giới sau đó thì được kết quả gì được cái cống cao ngã mạng người ta trì giới thì được định từ định khai huệ họ trì giới trì ra cống cao ngã mạng đến Vậy thì thành ra thứ gì? Thì làm gì có được công phu chứ? Tuy nhiên sự thì giới đó có tốt hay không là việc tốt. Sự thì giới đó là phước đức. Họ đã tu phước hữu lậu trong tam giới sáu đường Tôi xin nói với các vị, Tôi không nói phước báo nhân thiên Tôi nói phước báo hữu lậu trong sáu đường Vì sao vậy? Không thấy được phước báo của họ hưởng được ở dân gian Việc này chúng ta phải hiểu Nếu như họ không có được thân người Họ được cái thân súc sanh Được cái thân ngạ quỷ đều hưởng phước. Bạn thấy trong đường xuất sanh, người nước ngoài nuôi vật cưng, phước báo thật lớn. Chúng ta làm sao có thể bị được với người chứ? Người cả nhà đều hầu hạ nó, xem nó như là bảo bối vậy. Nó là chủ của cả nhà. Chúng ta còn kém xa so với nó. Chúng ta một người quan tâm cũng không có. Loại vật cưng đó, xuất sanh đời trước đã tu phước. Phước báo trong cõi quỷ cũng không nhỏ. Chúng ta đã xem thấy rất nhiều ở trong nhân gian Trung Quốc chúng ta cung bái những quỷ thần này. bên cạnh cư sĩ lâm dường như có một cái miếu đại bá công đó chính là trong cõi quỷ có phước báo cõi quỷ có phước báo sơn thần thổ địa thành hoàng đều là cõi ngạ quỷ họ đã tu phước nên ở trong cõi quỷ hưởng phước cho nên phật nói với chúng ta nhất định phải tu tích công đức trong công đức tự nhiên có phước đức trong phước đức không có công đức vẫn là công đức tốt công đức phải tu bằng cách nào kinh này của chúng ta hay Kinh này đích thực là Đệ nhất kinh Mà Thế Tôn 49 năm đã nói Hoa nghiêm vẫn là hàng kế Kinh này chân thật là kinh đệ nhất Trên đệ kinh đã nói với chúng ta Thanh tịnh, bình đẳng, giác Hay nói cách khác Tu học của chúng ta Phải tương ương với Thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là công đức chúng ta trì giới ngay trong giới được tâm thanh tịnh được tâm bình đẳng thì giới của bạn liền có công tâm thanh tịnh chính là định tu định có công khai trí tuệ chính là đức tu định nếu không thể khai trí tuệ cái định đó cũng là phước báo Thế nhưng các vị phải nên biết Phước của định Cùng phước của giới không như nhau Phước của định lớn hơn rất nhiều Phước của giới có ở trong ba đường hưởng Chỉ có địa ngục không có hưởng phước Đường ngạ quỷ, đường súc sanh đều có hưởng phước Đó là phước của giới Phước của định không ở ác đạo chí ít phải ở trời dạ ma trở lên bạn tu định trong định không thể khai trí tuệ phước báo từ trời dạ ma mãi đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ đó đều là phước báo của định tu định được phước báo không phải công đức Tu định muốn được công đức mà nói Vậy phải khai trí tuệ Khai trí tuệ Quyết định siêu diệt tam giới Dĩnh thoát Luân hồi Đó là tu định có công Cho nên công đức Chúng ta nhất định phải hiểu được Rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo Chúng ta xem thấy Người ta tu tích công đức thông thường người thế gian khởi lên ý niệm gì đố kỵ xem thấy người khác tốt hơn mình trong lòng liền khó chịu liền bực bội nghĩ ra hết cách để chướng ngại thậm chí còn nghĩ ra cách phá hoại phá hoại người tu hành. Tội lỗi này rất lớn. Còn có một loại Bồ Tát tu tích công đức. Bồ Tát thị hiện ở ngay trong quần chúng xã hội. Nam nữ và trẻ. Việc họ làm hiện tại chúng ta gọi là việc từ thiện xã hội. Tuy nhiên Bồ Tát đã làm việc từ thiện xã hội, cùng người thế gian chúng ta làm việc từ thiện xã hội, trong đó lại phải có một chút khác biệt. Khác biệt ở đâu vậy? Các gì phải tỉ mỉ mà quan sát, bạn mới có thể thấu hiểu. Bồ Tát tu tích làm những việc từ thiện xã hội, sau cùng nhất định giúp cho họ phá mê khai ngộ đó chính là đã làm công đức nếu như chỉ là làm việc từ thiện xã hội không dạy họ phá mê khai ngộ đó là thuộc về phước đức tại vì sao đối với chúng sanh trước phải dùng từ thiện cứu tế để giúp đỡ người đó là tứ nhiếp pháp của phật phương tiện nhiếp thọ chúng sanh ở trên kinh phật cũng tường tận dạy cho chúng ta tiên dĩ lợi dục câu hậu linh nhập phật trí bạn thấy Phật từ bi đến tục đỉnh Người thế gian bạn bảo họ đến học Phật Họ lắc đầu họ không đến Bạn mời họ đến ăn cơm Thì họ rất vui mừng Họ lập tức liền đến Ăn cơm xong mới bảo họ học Phật Vậy thì tương đối dễ dàng Vì sao vậy? Đã nhận ân huệ rồi Không nghe thì rất khó coi Luôn là không thể ăn xong rồi thì đi cho nên nhà phật dùng loại từ thiện này bố thí ái ngữ những phương pháp này đồng sự lợi hành đều là giúp thọ chúng sanh sau đó nói rõ cho họ chân tướng của vũ trụ nhân sanh nói rõ chân tướng chính chúng ta cùng hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình sau khi hiểu rõ chân tướng thì họ quay đầu là bờ cách làm này nếu như chấp tướng mà làm người làm vẫn là tu phước nếu như là rời tướng không chấp tướng tam luân thể không người làm công việc này đó là công đức đó là lấy lợi ích chúng sanh làm công đức là do nhân giới được định đó là công đức tu học của chính mình hai loại công đức này đều sẽ bị người đố kỵ đều sẽ bị người chướng ngại cho nên ngay khi chúng ta tu tích phải có trí tuệ cao độ phải có phương tiện khéo léo Địa vị của chúng ta càng thấp càng tốt Đối đãi với bất cứ người nào Cho dù là Người phê bình chúng ta Người hủy bán chúng ta Người chướng ngại chúng ta Người phá hoại chúng ta Chúng ta cũng phải dùng tâm chân thành Cung kính đối đãi với họ làm cho họ dần dần có thể bị cảm động có thể giác ngộ có thể quay đầu đem những ác duyên này đều chuyển biến thành thiện duyên đem những việc ác này đều chuyển biến thành công đức chân thật đó gọi là tùy hỷ chúng ta nhất định phải làm từ chính bản thân mình làm ra một cái gương tốt mới có thể giáo hóa chúng sanh cho nên chúng ta ngày nay ở trên toàn thế giới ở bất cứ nơi nào hoàng dương phật pháp chúng ta có một tổng đề mục có một tổng mục tiêu tổng phương hướng chính là học di nhân sư hành di thế phạm chúng ta rất rõ ràng rất tường tận Kẻ thấy Phật Pháp Đại Thừa Đều không ngoài hai câu này Tác sư Sư là gương mẫu Tuyệt nhiên Không phải nói người xuất gia Gọi là Pháp sư phải tác sư Đó là lý đương nhiên Mỗi một vị đồng tu Ở tại gia Đều phải tác sư Tác phạm ở ngay trong cương vị công tác hiện tại của chúng ta ngay trong đời sống hiện tiền của chúng ta phải làm ra tấm gương tốt cho đại chúng đó chính là tác sư tác phạm chư phật bồ tát là tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh chính pháp giới mô phạm tốt nhất chúng ta phải hiểu được cái ý này ngày trước tôi đã nói qua với các vị đồng tu đã từng có người hỏi qua tôi cha mẹ hiện tại rất khó quản giáo con cái con cái không nghe lời học trò trong trường học không nghe lời của thầy giáo thầy giáo dạy học rất khổ ở trong xã hội công nhân không nghe lời ông chủ hiện tại ở trên toàn thế giới các khu vực phổ biến đều có thể xem thấy đó là một vấn đề lớn nghiêm trọng trong xã hội toàn thế giới có rất nhiều người lãnh đạo có trí tuệ thông minh trong giới học thuật nhà xí nghiệp trong giới công thương nghiệp các lãnh đạo tôn giáo đều đang tìm cầu phương pháp giải quyết vấn đề xã hội ngày nay rốt cuộc lỗi lầm là do đâu vào năm trước ở Đại học Sư Phạm Bắc Kinh tôi xem thấy trong trường học có đề tám chữ này đó là học di nhân sư thân di thế phạm thế nhưng thời gian tôi ở trong trường không lâu ngay trong lúc tiếp đón tôi đã nói qua mấy câu này cổ thánh tiên hiền trung quốc dạy bảo chúng ta tác thân tác quân tác sư cho nên tôi xem thấy tám chữ này liền liên tưởng đến nhà nho giáo huấn đối với chúng ta tác chi quân tác chi thân tác chi sư chúng ta không thể xem câu này với nghĩa hẹp câu nói này đại khái là khổng tử kỳ vọng đối với người lãnh đạo quốc gia mà không liên quan gì với dân chúng thông thường chúng ta vì thì hiểu sai rồi giáo học của nho và phật là đối với tất cả chúng sanh không phân giai cấp không phân nam nữ không phân già trẻ không phân nghề nghiệp hy vọng mỗi một người đều biết được tác quân tác thân tác sư quân là gì vậy là người lãnh đạo rất tốt người lãnh đạo rất tốt cần cụ bị điều kiện gì nhân từ đối với những người cấp dưới mình phải chân thành quan tâm họ chân thành thương yêu họ chân thành chỉ đạo họ bạn là một người lãnh đạo tốt đồng thời bạn phải là người thân dùng cái tâm của cha mẹ thương yêu cấp dưới của bạn cho nên trung quốc thời xưa thủ trưởng chính phủ địa phương gọi là quan phụ mẫu ý nghĩa không như nhau hiện tại làm quan thưa đại dân chủ gọi là gì người đệ tớ của dân người hầu làm quan là người hầu lão bá tánh là chủ nhân người làm quan là người hầu quan hệ chủ bộc người hầu có lúc cũng gạt người chủ không thấy được chân thật hiếu trung với bạn quan tâm với bạn, thế nhưng cha mẹ thương yêu với con cái thì không hề có điều kiện, cho nên chúng ta vẫn hy vọng người làm quan là cha mẹ của chúng ta, không nên là người hầu trong nhà chúng ta. Người hầu thật không đáng tin, nhưng là cha mẹ đáng tin hơn nhiều so với người hầu. Cho nên phải làm người thân, làm cái tâm của cha mẹ, không phải làm cái tâm của thầy giáo thì giáo thương yêu học trò không luận thân phận ngày nay của chúng ta như thế nào chúng ta là một công nhân cấp thấp cũng phải làm được ba điều kiện này tuy là không có chức vụ không có địa vị chức vụ không có chức vụ phải có ba loại tâm này để làm sức ảnh hưởng ảnh hưởng đồng liêu đồng sự của chính chúng ta ảnh hưởng bạn bè của chúng ta ảnh hưởng người chúng ta quen biết sau đó mở rộng có thể ảnh hưởng xã hội người người đều có thể phát tâm tác thân tác sư tác quân đi gọi là chân thật tùy hỷ công đức